Hello anh em, chúng mình đang đến với cái của mình đây. Chúng mình sẽ chơi một game kinh dị nhé các bạn nhé. Ok, mình sẽ vào game đây. Và mình sẽ chơi cửa mà đầu tiên nhé. Xảy ra không bạn ơi? Chuyện xưa. Có một người đang bước vào phòng, biết lão làm gì đó bạn nhỉ? Wow, một cái chìa khóa. Ở đây có một thứ vàng à, mình sẽ phải dùng chìa khóa để mở cửa ra. Wow, mua được 1-2 xu các bạn. Ok, mình sẽ đi đây nhé. Wow, mở cửa thẻ bài. Wow, đây là ông ma các bạn ạ. Ô, mình sẽ phải leo đây. Xe tàu hỏa chạy kìa. My God. Sáu bạn. Wow, mình nhận được mấy mảnh mảnh gỗ. Kéo này. Chết rồi. Chúng ơi, đang đang mới bính bạn. My God. Chết tôi rồi, chết rồi. Với cả hồn nữa bạn. Mình chạy về thôi nhá. Ok. Rồi mình sẽ chuyển qua game này các bạn nhé. Thank you.
Ui giời, cái ông thôn miên đấy bạn. Chết giò. Giờ mình sẽ đi thôi, theo lối cầu thang là đi nhá. Let's go, let's go. Rồi, bây giờ mình sẽ lên bên tầng trên này. Sẽ lấy tờ báo đi nhá. Hello, hello. Ui rồi, các bạn trông hướng. Không có tiếng đây nhỉ? Rồi một tấm thẻ bài. Và một cái chìa khóa nữa các bạn ạ. Ok, rất là kiếm ăn rồi. Mình sẽ quay lại lấy cái bàn phím nhé. Úi trời ơi, chưa phải là trong gương. Thôi bài cho bài đi qua nhé. Đây, lối này các bạn là đúng không? Ok. Rồi mình sẽ có dữ liệu đi nhé. Úi trời, lại gặp cái bà này. Mình đi một bước gặp mấy lần nữa mà. À, mình sẽ bắt tạm thời đấy. Ok, 547, 544 bạn. Ok. Đây là thẻ 2968. Rồi lại gặp bà này. Chịu rồi, mình chịu bà đấy rồi. Ôi một anh được giải cứu các bạn. Mình quên mất rồi. Hai chín sáu tám. Ồ, 2968 đúng không?
Hello. Rồi, vậy là mình đã kết thúc phần chơi Slim các bạn. Rồi. Rồi, mình sẽ dừng clip ở đây. Các bạn thấy hay thì đăng ký và subscribe để một cái bình nhé. Bye bye các bạn.